bí ẩn đối với các nhà khoa học và ngay cả với chúng ta hiện nay. Vậy khuôn mặt của người ngoài hành tinh như thế nào? Hãy cùng xem những hình ảnh kỳ dị với khuôn mặt của người ngoài hành tinh. Kỳ dị người ngoài hành tinh trở thành ngôi sao ca nhạc. Người đàn ông có gương mặt biến dạng giống như người ngoài hành tinh đã tìm kiếm sự thành công với âm nhạc khi video đăng tải trên YouTube vượt mốc 3 triệu lượt xem. Bagouma, 47 tuổi, đã giúp anh chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm người đàn ông có khuôn mặt kỳ lạ nhất ở Uganda. Nhờ đó, Bagouma đã chuyển hướng sang sự nghiệp âm nhạc và gặt hái được nhiều thành công. Bệnh tình của Godfrey không bao giờ được xác định. Godfrey luôn lo ngại 8 đứa con lớn lên sẽ gặp phải những biến dạng về khuôn mặt giống anh. Thấy lo lắng bởi tôi có một cô con gái bé bỏng trông giống như tôi khi nhìn vào gương mặt con bé, Godfrey chia sẻ. Nhiều lúc tôi cảm thấy lo lắng với những gì xảy ra với chúng khi tôi qua đời. Sức khỏe của Godfrey suy giảm, bác sĩ Tony Wilson, người đứng đầu bệnh viện Embarrada, quyết định tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán. Phần thừa da trên khuôn mặt chèn ép vào nhiều khu vực trong bộ não, ngực bị chèn ép do phần đầu nặng nề khiến cho anh ta bị khó thở. Sau khi chụp MRI với bác sĩ Wilson, Godfrey cuối cùng đã biết được tình trạng thực sự của mình. Người đàn ông mắc chứng bệnh hiếm gặp gọi là fibrodysplasia, ảnh hưởng đến khả năng phát triển và vị trí của các tế bào mô. Nếu được điều trị đúng, sức khỏe của Godfrey sẽ được kiểm soát và quan trọng là anh ta không có khả năng truyền bệnh sang cho các con. Godfrey
có hai con với người vợ đầu, nhưng cuộc hôn nhân không kết thúc hạnh phúc. 8 năm trước anh gặp người vợ thứ hai, đam man đê kết và có thêm 6 đứa con. Đam man đê chia sẻ: God free không đẹp trai ở bên ngoài, nhưng anh ấy có mối trái tim tốt đẹp. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy anh ấy như tôi thường thấy. Top 10 chuyện lạ thế giới 2016. Những câu chuyện lạ thế giới hành tinh vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học và ngay cả với chúng ta hiện nay. Vậy khuôn mặt của người ngoài hành tinh như thế nào? Hãy cùng xem những hình ảnh kỳ dị với khuôn mặt của người ngoài hành tinh. Bị nhầm là người ngoài hành tinh vì khuôn mặt kỳ dị. Gương mặt lồi lõm, biến dạng và phần đầu to lớn bất thường. Người đàn ông Trung Quốc bị mọi người tưởng nhầm là người ngoài hành tinh. Phần đầu quá lớn chèn ép khiến ông xia doanh ngay trái, rụng hết răng và bị điếc. Đàn ông có tên Chia Doanh Ai, 53 tuổi, sống ở làng Lao Tu, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ông được dân làng biết đến với khuôn mặt trở nên to lớn và biến dạng do mắc bệnh hiếm gặp. Chia Doanh Ai được dân làng biết đến với khuôn mặt giống người ngoài hành tinh. Mắt của ông sâu, ẩn sau khuôn mặt lồi lõm, hai gò má nhô lên giống như hình dạng của người ngoài hành tinh. Người anh Xie Ban Trang, 66 tuổi, kể lại, khuôn mặt ông Xie Doanh Nhai vẫn bình thường khi còn nhỏ, nhưng sự phát triển quá mức của tế bào lúc trưởng thành khiến cho các cơ quan hoặc mô to lớn một cách bất thường. Chia Duyên Trang, 66 tuổi, kể lại, khuôn mặt ông Chia Duyên Hai vẫn bình thường khi còn nhỏ, nhưng sự phát triển quá mức của tế bào lúc trưởng thành khiến cho các cơ quan hoặc mô to lớn một cách bất thường. Oh.
ông Sê-duên hai mong muốn một ngày có thể trở lại với khuôn mặt bình thường. Hiện tại, người anh trai đang cố gắng làm việc kiếm tiền và cầu xin sự giúp đỡ của những người hảo tâm để ông Sê-duên hai có thể được phẫu thuật chỉnh hình, giúp cho khuôn mặt trở lại với kích thước bình thường.